Nuôi heo để thịt. Ngày xưa, tại một vương quốc nhỏ, có một chàng hoàng tử nhân hậu thông minh. Chàng có thú vui trồng trọt, nuôi dưỡng muôn thú và đặc biệt có tài sáng chế ra nhiều món đồ đặc biệt kỳ diệu. Đã đến lúc ta tìm cho mình một người bạn trăm năm. Hỡi bông hồng tuyệt mỹ của ta, ngươi sẽ bằng lòng làm món quà đặc biệt mà ta muốn dành tặng cho nàng, người ta muốn lấy làm vợ chứ. Trong vương quốc của chàng, có một cây hồng đặc biệt, 5 năm mới ra hoa một lần. Lại chỉ mọc có một đóa, nhưng đó là một đóa hồng thơm dịu, đến nỗi chỉ ngửi thôi cũng đủ quên hết ưu phiền. Và chàng còn có một con chim họa mi hót hay tuyệt vời, khiến ai cũng phải ngất ngây say đắm. Hỡi chú chim họa mi mà ta vô cùng yêu quý, ngươi hãy bằng lòng theo ta làm món quà đặc biệt dành tặng cho nàng công chúa xinh đẹp, người ta sẽ hỏi cưới làm vợ chứ. Dạ thưa hoàng đế, bên ngoài có vị hoàng tử dâng tặng 2 món quà này và muốn xin cầu hôn công chúa ạ. Đó là thứ gì vậy? Ngươi đặt đây cho ta xem nào. Ước gì được con mèo con thì thú quá. Ồ, đẹp quá. Đẹp chưa đủ, phải nói là tuyệt mỹ mới đúng. Ồ, tâu phụ vương, hoa thật chứ không phải hoa giả, chả có gì thú vị. Ôi chao, là hoa hồng thật à. Hãy xem cái tráp kia đựng gì đã, rồi hãy bực mình cũng chưa vội. Ồ, tuyệt quá, dễ thương quá. Con chim này làm hạ thần nhớ lại cái hộp đựng thuốc bào, có mái hát của cố hoàng hậu, giống như hệt, từ giọng cho đến điệu. Đúng lắm, đúng lắm. Augustine, ta nghĩ đây là hoàng tử mà con nên chọn đấy. Không thể tin đây lại là một con họa mi thật, thật tầm thường. Ta không đồng ý với hoàng tử này, bảo chàng ta đi đi. Bị công chúa Augustine từ chối, nhưng chàng hoàng tử không hề nản lòng. Chàng liền nghĩ cách hóa trang thành người xấu xí vào cung điện, xin làm người hầu hạ, để thử lòng nàng công chúa. Thánh thượng vạn tuế, cúi xin thánh thượng cho kẻ bề tôi vào hầu hạ trong hoàng cung. Có nhiều người xin việc quá rồi, nhưng ta cần một người chăn lợn. Nhà ngươi có làm được việc ấy không? Dạ, kẻ bề tôi này xin được nhận việc chăn lợn ạ. Thế là từ đó, người ta cho chàng một căn buồng tồi tàn gần chuồng lợn. Chàng cầm cuội suốt ngày để sáng chế một chiếc nồi xinh xắn, có gắn đầy nhạc. Ôi này, Augustine thân mến ơi, mọi việc đều như ý, như ý, như ý. Mỗi khi đặt nồi lên bếp, nhạc rung lên điệu khúc cổ xưa du dương làm say lòng người. Ôi này, Augustine thân mến ơi, mọi việc đều như ý. Ôi, giai điệu thật tuyệt. Nó vang lên từ đâu vậy? Của ai? Dạ, chính của tên chăn lợn trong kinh thành. Ôi, sao tên chăn lợn lại có được cái tuyệt diệu như thế chứ? Vào hỏi hắn ta nó đáng giá bao nhiêu? Hắn ta bảo sao? Quân thô tục lại còn đòi 10 cái hôn của ta. Ôi này, Augustine thân mến ơi, mọi việc đều như ý, như ý, như ý. Chạy lại hỏi hắn ta có bằng lòng nhận 10 cái hôn của các cung nữ không? Không, xin cảm ơn, 10 cái hôn của công chúa kia, không thì xin cứ để nồi đấy cho tôi. Thôi đành, các người đứng vây lấy ta, đừng để ai trông thấy, cấm đứa nào bếp xếp, vì ta là con gái của hoàng đế, nghe rõ chưa? Một, hai, ba, bốn. Sau khi đưa chiếc nồi kỳ diệu cho công chúa, chàng hoàng tử chăn lợn lại sáng chế ra một nhạc cụ bằng gỗ hình tròn. Khi quay, nó phát ra điệu vals, điệu phi ngựa và các điệu nhảy vui tươi khác. Hay quá đi mất, ta chưa từng được nghe thứ nhạc mê ly ấy bao giờ. Vào hỏi hắn ta xem cái vật ấy đáng giá bao nhiêu. Nhưng lần này thế nào thì thế, ta cũng không hôn hắn đâu đấy. Dạ thưa, lần này anh ta đòi 100 cái hôn. Hắn bị điên sao? Phải khuyến khích nghệ thuật. Ta là con gái hoàng đế, vào bảo hắn là ta sẽ ban cho hắn 10 cái hôn như hôm qua. Còn bao nhiêu thì cung nữ của ta sẽ hôn cho đủ số.
Hôn cái anh chàng thô lỗ ấy hả? Thì đã làm sao? Đến ta đây cũng còn hôn được, huống chi các ngươi là bề tôi, do ta nuôi cho ăn và trả tiền. Nhất định là 100 cái hôn của công chúa, không của bất kỳ ai. Thôi được, các ngươi hãy đứng vây lấy ta, làm nhanh, chứ để cha ta biết. 91, 92, 93, 94. Thế này là thế nào? Cút ngay khỏi đây cho ta. Thật là mất mặt quá. Thế là chàng chăn lợn và công chúa bị đuổi ra khỏi vương quốc. Khổ thân cho tôi, chẳng thà ngay từ đầu bằng lòng lấy chàng hoàng tử đáng yêu có hay hơn không? Để bây giờ theo tên chăn lợn bẩn thỉu thế này. Người, chàng là ai? Ta chính là hoàng tử đã mang tặng nàng bông hồng và con chim họa mi quý. Nhưng nàng đã không muốn yêu một chàng hoàng tử thật thà, chân thành. Không hiểu giá trị của món quà quý ta tặng nàng. Vậy mà chỉ vì những vật nhỏ mọn mà nàng chấp nhận hôn một tên chăn lợn để có cho bằng được. Ôi, vậy ư, chàng hãy tha thứ cho thiếp. Thiếp xin được làm vợ chàng mãi mãi. Muộn rồi, dù đã mất nhiều công sức để có được nàng, nhưng ta không vì thế mà chấp nhận một người con gái không biết trân trọng tình yêu. Nàng hãy đi đi. Nàng Vasilisia tốt bụng. Con khóc cái gì? Cô là một đứa con gái xấu nết. Cha cô đưa cô đến đây để phạt cô là đúng rồi. Hãy ở lại đây ngoan ngoãn làm việc đi. Bà ơi, cháu bị oan. Cháu không hề lấy trộm tiền của mẹ kế. Đó chỉ là một cái bẫy để hại cháu. Đừng có lắm mồm. Ta không cần biết cô có bị oan hay không. Cha của cô đã mang cô đến đây để phạt cô. Thì hãy ngoan ngoãn làm những việc ta giao. Nếu không, cô sẽ bị bỏ đói mà chết. Rõ chưa? Nghe đây. Trong chiều nay trước khi ta trở về, người ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa, giặt hết quần áo, nước, bánh, chuẩn bị bữa tối cho ta. Đang cho ta một chiếc áo, một đôi tất, một cái khăn choàng. Không xong được thì tối đừng có hòng ăn cơm. Nhớ đi! Không biết Vasilisia ở đó có cực nhọc lắm không? Mình có quá đáng với con không? Đành phải thế thôi mình à. Phải làm thế thì nó mới bỏ hết tật xấu mà thành người được. Mình đừng có buồn nữa. Hy vọng con bé sẽ sớm hiểu ra và không oán trách cha. Thế là kế hoạch của chúng ta đã thành công rồi. Con bé Vasilisia đáng ghét đã bị tống đi ở với mụ phù thủy. Chắc giờ này nó đang bị mụ phù thủy hành hạ cho đầu không còn ngất lên được. Thật đáng đời con bé đáng ghét. Trời ơi, còn bao nhiêu là việc mình chưa làm. Làm sao mình có thể hoàn thành ngần ấy việc bà Zaga giao cho mình trong chiều nay đi. Chị Vasilisia ơi, có thể cho em một miếng phô mát được không? Một chú chuột biết nói sao? Thật kỳ lạ. Được thôi, đợi ta một chút nhé. Này, mau đi đi chú chuột nhỏ. Ôi, ngon quá. Chị Vasilisia, chị thật là tốt bụng. Không có gì đâu em à. Còn chị, chắc tối nay chị phải nhịn đói rồi. Chị bị đưa đến đây để trừng phạt. Bà Zaga bắt chị phải hoàn thành rất nhiều việc trong tối nay. Mà chị biết chắc chắn không thể nào xong được. Chị đừng lo, em sẽ gọi các bạn đến đây giúp chị. Chắc chắn sẽ xong trước khi bà Zaga về. Làm sao có thể chứ, chuột nhỏ, em đang đùa phải không? Ôi, thật không thể tin nổi, mọi thứ đã xong xuôi. Cảm ơn các em nhiều lắm.
Ông mang con gái đến đây để phạt nó, nhưng nó đã làm việc rất tốt. Hãy đón nó trở về. Hãy cho nó nhận món quà của ta, một đôi giày vàng và một chiếc áo khoác ấm. Ôi, cháu cảm ơn bà Zaga. Cha, vậy là con được về rồi. Xin lỗi con gái, ta đã trách lầm con. Hãy tha thứ cho ta. Mẹ ơi, con có nhìn nhầm không? Sao con bé đáng ghét kia không bị trừng phạt mà được tặng đôi giày bằng vàng và áo đẹp thế chứ? Mẹ cũng không biết nữa. Sao tự nhiên mụ phù thủy Zaga lại thay đổi thế chứ? Con gái, con có muốn có những đồ quý giá như con bé Vasilisia kia không? Hãy theo mẹ đến chỗ mụ phù thủy Zaga. Nghe đây, trong chiều nay trước khi ta trở về, người ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa, nướng bánh, chuẩn bị bữa ăn tối cho ta. Đang cho ta một chiếc áo, một chiếc tất. Không xong được thì tối đừng hòng ăn cơm. Nhớ đây. Cái gì? Sao bà giao cho tôi lắm việc thế? Làm sao mà tôi có thể làm xong được chứ? Đừng có lắm mồm. Không làm xong, mi sẽ phải nhịn đói. Rõ ràng mụ ta bóc lột mình. Thật quá đáng. Cô Sira ơi, xin hãy cho tôi một miếng pho mát được không? Cái gì? Con chuột bẩn thỉu kia, cút ngay cho khuất mắt ta. Mụ kia, hãy đem ngay đứa con gái lười nhác của ngươi về đi. Và đừng bao giờ để nó đặt chân tới nơi đây lần nữa. Thế còn quà của nó đâu? Đây là quà của các ngươi đấy. Hãy đuổi chúng để chúng không còn nhớ được đường về nhà nữa. Đúng như lời mụ phù thủy nói, hai mẹ con mụ dì ghẻ đi mãi và không còn nhớ đường về nhà nữa. Từ đó, Vasilisia sống hạnh phúc bên người cha của mình. Chàng hoàng tử ngủ say. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa rất xinh đẹp và nàng sống trong sự yêu thương, che chở của vua cha. Ta sắp phải lên đường chinh chiến nơi xa, chiến đấu với kẻ thù, nhưng ta rất lo cho con. Không sao đâu cha ạ, con sẽ tự chăm lo cho mình mà. Vả lại, còn có bà vú nuôi của con nữa, bà ấy cũng rất tốt với con. Được, vậy thì con phải hứa sẽ ở lại cung điện với bà vú đáng tin cậy trong lúc ta phải đi chiến đấu. Vâng thưa cha, con xin hứa. Đừng sợ công chúa, ta không làm hại nàng đâu. Ta đến đây để báo cho nàng biết tương lai của nàng. Người muốn nói gì, hỡi đại bàng? Số phận đã an bài, nàng sẽ phải lấy một người đàn ông đã chết làm chồng. Con đại bàng xấu xa, hãy cút đi. Ta sẽ còn quay lại. Ngày hôm sau, đại bàng tiếp tục quay trở lại, nói với công chúa những lời giống hệt như hôm qua. Sau đó, nó lại bay đi với lời hẹn quay trở lại. Ngày mai, khi con đại bàng quay lại, con hãy bảo nó đưa con đến chỗ người đàn ông kia xem. Vâng. Đại bàng, nếu người nói thật, hãy đưa ta đến gặp chàng. Đó là một chàng hoàng tử ở đất nước láng giềng xa xôi. Chàng đã trúng phép thuật phù thủy và chìm vào giấc ngủ say như chết. Làm sao để ta có thể giải thoát cho chàng? Nếu nàng muốn cứu hoàng tử, nàng phải thức trắng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng không ngủ để chăm sóc hoàng tử. Khi hoàng tử hắt xì hơi và tỉnh lại, nàng hãy cầu chúc cho chàng, cả tòa lâu đài sẽ tỉnh giấc và hai người sẽ đến với nhau. Cứ như thế, nàng công chúa đã thức trắng chăm sóc hoàng tử trong 3 tháng, 3 tuần và 3 ngày, cho đến lúc không thể chịu nổi nữa. Nàng buộc phải cho gọi một cô hầu gái tới. Em hãy giúp ta chăm sóc hoàng tử. Ôi, hoàng tử của em cầu mong cho chàng có thể khỏe lại và tỉnh giấc mộng dài. Em đã đợi chàng trong 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày và 3 tiếng đồng hồ rồi. Ôi, nàng công chúa của đời ta, ta phải cảm ơn nàng thế nào đây? Nàng có nhận lời làm vợ ta không? Em đồng ý, thưa chàng. Cô ấy là ai? Đó là một con hầu chăn ngỗng, chàng hãy mặc kệ cô ta. Hoàng tử lên ngôi vua,
lấy cô hầu gái xảo quyệt lên làm hoàng hậu. Còn nàng công chúa giờ phải làm một cô gái chăn ngỗng nghèo hèn. Hoàng hậu, nàng muốn ta tặng quà gì lúc trở về? Thần thiếp muốn một chiếc vương miện bằng vàng. Còn cô muốn món quà gì? Thưa đức vua, tôi muốn xin ngài một chiếc cối xây bằng đá, một sợi dây thừng của tử tù bị treo cổ và một con dao của kẻ đồ tể. Và xin ngài hãy nhớ kỹ, nếu ngài không mang theo chúng trở về, con tàu của ngài sẽ không thể tiến lên hay lùi xuống được. Được, ta sẽ nhớ và mang chúng về cho nàng. Tại sao con tàu của ta vẫn đứng yên vậy? Thế này làm sao chúng ta trở về thành được? Thưa bệ hạ, liệu bệ hạ có hứa với ai bất cứ điều gì trước khi đi mà ngài đã quên mất hay không ạ? Ta nhớ ra rồi. Đúng là ta đã quên mất lời đã hứa với cô gái chăn ngỗng đó. Mau chuẩn bị ba món đồ đó cho ta. Ồ, thật kỳ diệu. Sau khi ta làm đúng lời hứa, con tàu của chúng ta đã lướt như bay trên mặt nước. Thần thiếp cảm ơn ngài. Ba món đồ kỳ lạ kia ta đã ban cho cô gái chăn ngỗng rồi. Nhưng ta vẫn muốn biết tại sao con tàu của ta lại đứng yên nếu thiếu chúng. Ta sẽ kể cho các ngươi câu chuyện của ta. Ta đã từng là một công chúa. Công chúa đã kể toàn bộ câu chuyện của mình cho ba món đồ nghe. Tất nhiên cả nhà vua bên ngoài cũng nghe hết được toàn bộ sự thật. Các ngươi có thể làm gì để giúp đỡ ta không? Tôi chỉ có thể khuyên cô kiên nhẫn. Thì ra nàng mới chính là người đã thức trắng 3 tháng, 3 tuần, 3 ngày để cứu ta. Nàng mới là vợ của ta. Nhà vua đón cô gái chăn ngỗng về làm hoàng hậu. Ngài đã ra lệnh trừng phạt thích đáng ả hầu gái xảo quyệt. Họ đã quay về gặp vua cha của công chúa, xin được thành hôn. Vua cha rất hài lòng, tổ chức ngay hôn lễ, gả công chúa cho chàng hoàng tử ngủ say. Bài tập về nhà. Món quà của bạn Mai đẹp ghê, thật là hợp với mình, phải xuống khoe ba mẹ mới được. Ba mẹ, nhìn con này. Gì thế con? Ba mẹ đang bận, lát nữa nói chuyện sau nhé. Ba mẹ chả quan tâm gì đến mình cả. Ra, ba mẹ muốn làm mình bất ngờ đây mà. Ba mẹ vẫn nhớ tới sinh nhật của mình. Công chúa đi học về rồi đó à? Là bác nấu mấy món ăn ngon này à? Cháu cứ tưởng. Tưởng mẹ cháu làm hả? Bác còn nhớ hôm nay là sinh nhật cháu, nên nấu nhiều món ngon để cháu ăn. Vâng ạ. Bác ơi, ba mẹ cháu không có nhà sao? Ừ, ba mẹ cháu nói là hôm nay phải tiếp đối tác nên không ăn cơm nhà. Cháu ăn đi này, tôm tươi mà, ngon lắm đó, món cháu thích nhất đấy. Dạ. Con chào ba ạ. Ừ, chào con đi học về rồi à, vào rửa tay rồi ăn cơm với bác Xuân đi. Ba mẹ lại không ăn cơm ở nhà sao ạ? Ừ, ba mẹ phải đi tiếp khách con gái à. Nhanh lên em, muộn mất rồi. Đây, xong rồi đây mà. Con ở nhà ngoan nha, ba mẹ đi công việc. Nhưng mẹ ơi, hôm nay cô giáo cho con bài tập về nhà, ba mẹ phải giúp con làm mới được. Ừ, để khi nào ba mẹ về đã nhé. Mình đi thôi anh, muộn mất rồi. Nào, vào nhà thôi, lần sau anh đừng có mà uống say thế này nữa nhé. Ơi, say đâu mà say, em thật là. Phương, sao giờ này con chưa ngủ nữa? Thôi, đi ngủ nào, anh mệt lắm rồi. Mẹ ơi, ba mẹ cho giúp con làm bài tập mà. Ôi trời ơi, không làm được bài thì gọi điện hỏi bạn hoặc cô giáo đi chứ. Còn có thấy ba mẹ đi tiếp khách, thời gian đâu giúp con làm bài tập.
Thôi con mau đi ngủ đi, mai còn đi học sớm. Sao giờ này con bé còn chưa đi học về, không biết la cà đâu nữa. Tôi đã gọi điện đến nhà của cô giáo và các bạn mà không thấy có cháu Phương ở đó. Tôi lo quá cô cậu ạ. Cô giáo nói hôm nay Phương cũng không tới lớp. Phải đi tìm con ngay thôi. Để anh đi báo công an. Con đi đâu giờ này mới về? Con có biết mọi người lo lắng thế nào không? Dạ, con xin lỗi. Tại sao hôm nay con không đi học? Tại con chưa làm bài tập nên con xấu hổ, sợ cô la. Bài tập khó lắm mà, sao con không làm được? Không ạ, cô cho bài tập về nhà là hãy để một ai đó trong gia đình ôm rồi ghi lại cảm nghĩ của mình. Từ hôm qua con rất muốn ôm ba mẹ, nhưng mà mọi người ai cũng bận, con không hoàn thành bài tập nên không dám đến lớp. Con... Con gái, ba mẹ thật vô tâm quá, mãi mê làm ăn mà quên mất con gái cần gì. Ba mẹ xin lỗi con. Nào, giờ mình làm bài tập về nhà cho con nhé. Con gái, từ giờ chúng ta sẽ làm bài tập này thường xuyên nha. Dạ. Tô phở sáng lòng. Nhóc con, mua gì? Em... Lại xin ăn chứ gì? Nhìn mày là đã thấy chẳng có tiền rồi. Thôi, đi đi để người ta còn bán hàng. Mới sáng sớm ngày ra. Em có tiền, nhưng... Vậy à, đâu nào? Tiền đâu nào? Cái gì? Mấy nghìn bạc mà đòi ăn phở hả? Anh ơi, anh bán cho em đi. Em sẽ cố gắng trả anh khi em có tiền. Nhiều đây là tiền em đi làm buổi sáng. Chỉ được có từng này. Mai em sẽ làm nhiều hơn để lấy tiền trả anh. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ba xem đi, thằng bé này nó có mỗi vài đồng tiền lẻ mà cứ kỳ kèo ăn chịu. Ai lại chịu bắt phở cơ chứ? Miếng ăn vào miệng rồi thì đòi ở đâu ra? Thôi bán cho nó, mai nó trả. Sao lại bán cho nó? Cứ làm đi, trông thằng bé ấy thật thà. May cho cậu là ba anh tốt bụng đấy nhé. Cháu cảm ơn, nhất định cháu sẽ trả. Đây, cháu cầm lấy đi. Cháu gửi ạ. Từng này đủ rồi, suốt ngày thế này thôi. Từ mai cứ từng này là mua được. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu chào bác. Sao ba lại làm thế? Nó quen thân đi rồi, nó cứ ăn không. Suất đấy còn là suất đặc biệt đấy. Ba nghĩ tô phở đấy thật sự quan trọng với thằng bé. Nhìn nó rất tội. Những ngày sau, kia hay hôm nay không tới, chẳng biết thế nào nhỉ? Chắc là thằng bé không còn cần đến những bát phở đó nữa. Ôi! Ba tôi làm sao thế này? Anh bình tĩnh, ông cụ bị tai nạn, chúng tôi đã cấp cứu vết thương bên ngoài. Nhưng có một vấn đề người nhà nên biết. Vấn đề? Là gì ạ? Bà tôi nguy hiểm đến tính mạng không ạ? Ba anh bị tổn thương mắt nghiêm trọng. Nếu như không có giác mạc thể thao, tôi e rằng ông cụ sẽ khó có thể phục hồi tài thị lực. Nghĩa là sao ạ? Bác sĩ đang nói bà tôi có thể mù sao? Nếu may mắn thì có thể có người hiến giác mạc. Tôi đã liên hệ với bên trung tâm phía trên, mong sẽ có kết quả sớm. Vừa mới có người hiến tặng giác mạc, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho ba anh ngay. Thật hả bác sĩ? Thật sự cũng là điều may mắn với nhà anh. Nhưng người cho giác mạc là một người vừa qua đời tại bệnh viện ngày hôm qua. Người nhà đã đồng ý hiến giác mạc.
Thật vậy sao bác sĩ? Sau khi ba tôi phẫu thuật xong, tôi có thể gặp họ được không ạ? Anh ơi, anh tìm ai ạ? Là em sao? Bác sĩ ở bệnh viện bảo anh đến để gặp người hiến giác mạc cho ba anh. Chẳng nhẽ? Dạ, vậy bác đã khỏe lại chưa ạ? Ba anh tỉnh lại rồi, cuộc phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại biết? Và người hiến mắt cho ba anh chẳng nhẽ là... Dạ, tại khi bác nhập viện, phòng của bác ở cạnh phòng ba em, nên em biết hơn 2 tháng nay ba em nằm viện điều trị viêm tụy. Nhưng bệnh tình mỗi ngày một nguy kịch hơn. Khi biết tình trạng của bác và biết bác là người đã giúp đỡ ba con em trong suốt thời gian qua, ba em đã quyết định hiến giác mạc cho bác sau khi qua đời. Cho nên... Cảm ơn em vì những điều em đã giúp anh nhìn thấy. Trong cuộc sống luôn luôn có nhân quả. Chúng ta cần gieo những nhân tốt để có thể có những cái cây tốt trong cuộc đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!